Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Nhật ký trên điện xe. Hôm nay thì mình đang ở Phnom Penh, ngay thủ đô của Phnom Penh luôn. Và đây sau lưng mình là chợ mới. Đây là cái chợ lớn nhất của Campuchia. Là tất cả mọi khách du lịch khi mà mình đến Campuchia thì mình cũng đều đến cái chợ này và mình tham quan mua sắm ở đây. Cho nên cái chợ này rất là đặc biệt, nó giống như là chợ bình Tây của mình vậy đó. Những mối giao thương tất cả đều tụ tập ở đây và từ đây hàng sẽ phân chia ra đi khắp nơi. Thì các bạn thấy đó, bên đó là cái cổng mình đi vào. Còn sau lưng mình là tòa nhà Vattana, là một cái biểu tượng của Phnom Penh. Nó giống hơi giống kiến trúc của cái tòa nhà của mình ở Viteco. Đó các bạn thấy ha, ở đây. Nhiệt độ hiện nay là 40 độ, rất nóng. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều. Bây giờ mình bắt đầu mình tham quan chợ. Thì dạo này tình hình dịch bệnh Covid rất là căng thẳng, cho nên khách du lịch qua bên Campuchia rất là ít. Cho nên hiện nay thì đa số mọi người dân ở đây thì họ cũng không có còn đi chơi nhiều nữa. Và khách du lịch cũng rất là ít. Cho nên các bạn thấy á, quan cảnh á, rất là vắng. Ok, bây giờ là cái cổng chợ ở đây. Đó các bạn thấy ha, cái nhà lồng ở giữa chợ thì ở chợ này sẽ chia ra bốn hướng là Đông Tây và Nam Bắc. Giống như chợ Bến Thành của mình vậy đó, chia ra bốn cửa. Thì ở đây là mình thấy có một cửa ngay đây. Ok, mình vào cửa này trước đi. Ở đây là các bạn này chắc là cái phí gửi xe. Cái phí gửi xe ở đây. Mình không đọc được tiếng Miên. Ở đây là xe hơi, xe đẹp ghê luôn. Rotanac. Các bạn thấy xe đẹp lắm, giống như xe đua vậy. Tuyệt kỳ luôn. Ok. Mình vào đây chơi. Xuống xe đây vô. Ở đây là cái gian hàng ở đây nha. Ở đây bây giờ tình hình Covid á rất là nghiêm trọng, cho nên người ta là để rửa tay. Ok. Rồi đây là cửa hàng bán đồng hồ, giày dép. Thì đa số ngày trước á là những mặt hàng ở đây là người ta sẽ trình bày, người ta bán cho khách du lịch. Nhưng mà hiện nay là khách du lịch ở Cam là do cái tình hình dịch bệnh, cho nên người ta đã dẹp bớt một số cửa hàng rồi. Với lại hiện nay thì 2 giờ chiều thì cái lượng mua bán hàng của người ta đã không còn nhiều nữa. Đây là cái cửa vào lòng chợ, các bạn thấy ha. Ở đây cái cửa vào lòng chợ. Ok, mình bước vào lòng chợ xem có gì không. Đây là cửa hàng bán nữ trang. Wow, lớn quá. Các bạn thấy ở trên trần đó, đó là một cái mái ngói. Đó, tất cả mái ngói tụ lại một trên trần ở đây hết. Trong lòng chợ thì rất là mát, ở ngoài thì rất là nóng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tham quan khu này là mua sắm. Đi qua khu này thử đi. Ở đây là bán đồng hồ. Đồng hồ luôn. Khu này thì bán quần áo và mỹ phẩm. Đây mình sẽ đi vào trực tiếp nhé. Quần áo, mỹ phẩm, nguồn mỹ phẩm thơm thôi. Wow. Ở đây đa số các mặt hàng này là mặt hàng nhập. Có lavender. Ủa đây quần áo bé đẹp ghê hả? Quần áo đẹp ghê luôn. Ở đây là hết quầy rồi. Bây giờ mình quay ra cái chỗ mà quầy bán lưu niệm. Quầy bán về cái sản phẩm du lịch. Sao cái cổng này á, quá trời người bán luôn. Để mình đi ra cổng này thử xem. Không biết nữa, tại vì vòng vòng nãy giờ cổng này á, thì rất là nhiều người trong đây. Đây, ở ngoài đây, ở ngoài đây các bạn là người ta đang bán hải sản. Các mặt hàng tươi sống như cá, thủy sản. Ở đây có khô nữa nè. Ở đặc biệt thì Campuchia thì cái món nổi tiếng nhất ở đây là khô cá biển hồ. Đây là chắc khô cá cha. Đó các bạn thấy ha. Đó, khô cá cha. Nhâm xong video tiếp tiếp. Đây là khô cá cha. Loại này là cá biển hồ rất là lớn. Nó tên là sáp mẹ. Thầy nó tên là sáp mẹ. Thầy khô. Này mua kilo mà nó. Pim mà phải. Một ký là 12.500, tức nghĩa tầm 130.000 tiền Việt. Đó, bây giờ là trời hiện nay là 2 giờ chiều rồi, cho nên người ta bắt đầu là đóng cái quầy lại. Đó các bạn thấy ha. Khu cá này rất đặc biệt ngon nha. Ở Việt Nam mình không có cái loại cá này rất là to. Các bạn thấy ha. Nhưng mà đặc biệt của cá tra là mỡ.
Ô cua non trởn. Đây ha, đây là cũng là cái khô cá ở đây luôn. Ngoài ra cũng có khô cá lóc. Đây là cá lóc đúng không ta? Đúng rồi, khô cá lóc. Khô cá lóc à. Cho em video chút xíu nha. Ở đây là khô cá lóc. Đặc biệt khô cá lóc các bạn thấy ha, ở đây nó rất là to. Tại vì cái miếng thịt của nó người ta từ cá biển hồ nó cắt ra. Ở đây, đây là khô cá thảy, cá sặc, cá lóc luôn. Nhưng mà cá lóc này chắc của Việt Nam. Ngon ha. Wow, ở trong đây là người ta quá trời cá luôn. Ồ, các bạn thấy ha, con cá gì bự ghê luôn kìa. Ở đây bán tôm khô. Ok, mình qua quầy khác. Ở đây cũng là khô cá luôn. Đây các bạn thấy ha, ở đây người ta cũng bán khô cá luôn nè. Tất cả ở đây là quầy khô, khô cá. Cái này là cá thiều, là tôm khô. Ở đây thì bắt đầu người ta bán ốc. Chà, cái ốc này ốc tỏi hả ta? Ồ, có ốc này ốc tỏi hay ốc gì vậy ta? Wow, nhìn ngon quá ha. Ở đây là con ghẹ. Ở đây là tôm càng. Còn trên đó là nghêu. Chà, ở đây là tôm vũ ni nè. Nhiều quá. Nhìn ngon ghê luôn. Ở đây là chợ lớn nhất của Campuchia nên cái gì người ta cũng bán ở đây. Ở đây là tôm tích. Wow, tôm tích. Nhìn ngon ghê ha. Ở đây là tôm tôm sú nhỏ, ốc tươi. Wow, ở quầy này nè cũng đông lắm nè. Đây tôm sú nhỏ, ở trong là tôm tích, ở đó là cua, ghẹ. Cái con ốc này nó gì lạ quá ta. À, cá này là cá mặt quỷ. Đó là cá mặt quỷ. Hay người ta còn gọi là cá san hô. Wow. Wow. Ở đây con tôm bự ghê không? Con thấy không? Nó rất là bự. Ở đây là chắc là con cua hoàng đế là đây nè. Các bạn thấy ha, con cua hoàng đế. Con sầu huyết cũng bự nữa. Cái chỗ cái quầy này chắc đồ cao cấp ở đây. Bây giờ chúng ta đi qua tiếp kế tiếp là quầy trái cây. Đây chúng ta thấy cái trái cây ở đây. Và ở đây ngoài đây là cổng chợ rồi. Cái cổng chợ này là cổng chợ không biết nào, ở mặt này là tức nghĩa là mặt trời lặn. Tức nghĩa đây là cổng chợ hướng Tây. Ok, bây giờ mình vô lại. Ở đây người ta bán mắm nè. Người ta bán mắm. Đâu, mình vô thử cái chỗ quán ăn có gì ăn ngon không. Vô đây thì bắt đầu trời mưa, ở bên ngoài nó mưa bắt đầu mưa lâm râm rồi các bạn. Ở đây là trái cây. Quá trời luôn. Ở đây là mắm nè. Wow, ở đây là bán thịt nướng ngon quá ha. Chút xíu nào quay lại mình ăn. Bây giờ mình đi vòng chút xíu đã. Chút xíu quay lại. Đây bánh xèo. Ngon quá, chút xíu nữa quay lại ăn. Các bạn có nghe tiếng bên ngoài không? Là tiếng mưa ghê, lập đập. Đây là bán không biết giống như ở mình gọi là cái gì ta, bột chiên. Ok, mình đây là đường lớn lại rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái cổng mà bên hướng đông là cổng về khu du lịch. Bây giờ mình đang đi qua cổ khu vực phía đông. Phía đông là nơi rất rất nhiều khách du lịch đến tham quan và mua sắm, cho nên
lượng hàng bán về du lịch cũng như là lượng hàng bán về thủ công mỹ nghệ rất là nhiều. Mình qua đó mình sẽ kiếm được những cái món đồ đẹp nhất. Chào các bạn. Chào các bạn, bây giờ mình đang ở cửa đông của chợ trung tâm của thành phố Phnom Penh. Đây gọi là chợ lớn nhất của thành phố Phnom Penh. Thì chỗ cửa đông này là nơi tập trung rất nhiều khách du lịch cũng như là các khách tour, khách đoàn mình qua đây để mua sắm. Cho nên tại đây đều tập trung các gian hàng bán về thủ công mỹ nghệ như là quần áo, rồi các đồ thủ công về các đồ dùng handmade. Đây. Ở đây mơ lên à. À, ở tiếng á, không biết lôi.